Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dịch Covid-19 trên kênh truyền hình FBC và bản tin sáng nay ngày 24 tháng 8 sẽ có những tin tức đáng chú ý. Tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu khẩn trương tập trung toàn bộ người làm hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh thông tin số điện thoại cần thiết khi người dân cần hỗ trợ nhiều yếu phẩm. Bình Dương tập trung chuyển 17 ngày F0 tại vùng đỏ đến nơi khác như chỗ cho F0 mới. Phát hiện chùm 12 ca nhiễm tại khu cách ly ở Vĩnh Long. Trên thế giới, Campuchia cả ca mắc mới và tử vong ở nhiều tỉnh thành vẫn tăng. Trong khi đó, nước này cũng có khoảng 1.000 người nhiễm biến thể Delta. Thái Lan tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong cao. Tokyo ghi nhận hơn 4.300 ca nhiễm mới chỉ trong một ngày. Bản tin tối ngày 23 tháng 8 của Bộ Y tế cho biết cả nước đã ghi nhận 10.266 ca nhiễm COVID-19, trong đó số ca cộng đồng vẫn chiếm hơn 1 phần 2, cụ thể là 6.021 ca riêng thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đã chiếm 7.434 ca. Cụ thể số ca mắc trong nước ở các địa phương từ 18 giờ ngày 22 tháng 8 đến 18 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8 gồm thành phố Hồ Chí Minh có 4.251 ca, Bình Dương 3.183 ca, Đồng Nai 623, Tiền Giang 459, Long An 388, Bà Rịa Vũng Tàu 154, Đà Nẵng 152. Đắk Lắk 128, Khánh Hòa 125, Nghệ An 111 ca, Đồng Tháp 100, Cần Thơ 85, An Giang 75, Bến Tre 65, Kiên Giang 57, Phú Yên 43, Hà Nội 40, Bình Thuận 36, Trà Vinh 34, Sơn La 21, Bình Định 19. Tây Ninh và Thừa Thiên Huế cùng ghi nhận 17 ca, Bình Phước 13, Vĩnh Long 10, Bắc Giang 9, Quảng Nam 8, Đắk Nông 7, Ninh Bình và Quảng Bình cùng ghi nhận 6 ca, Gia Lai và Bạc Liêu cùng có 5 ca, Hà Tĩnh và Ninh Thuận cùng ghi nhận 4 ca và Bắc Ninh 2 ca. Các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nam, Lâm Đồng, Cà Mau đồng ghi nhận 1 ca. Trong ngày có 6.945 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong khi đó, tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cũng thông báo có 389 ca tử vong tại 8 tỉnh thành phố cụ thể như sau. Thành phố Hồ Chí Minh có 340 ca tử vong, Bình Dương có 34 ca, Long An có 6 ca, Đà Nẵng có 3 ca, Đồng Nai và Đồng Tháp cùng có 2 ca tử vong. Cần Thơ và Bà Rịa Vũng Tàu cùng ghi nhận 1 ca tử vong. Như vậy, tính đến, đến 18 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8, theo số liệu công bố của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận 358.456 ca mắc COVID-19.

Bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào một cuộc chiến chống lại dịch bệnh hết sức căng thẳng với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Thành phố siết chặt biện pháp giãn cách, trong đó Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao nhiệm vụ và nhanh chóng quản lý toàn bộ đối tượng lang thang cơ nhở đưa về nơi thu dung do quân đội quản lý. Theo đó, quán triệt tinh thần trong buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân quận Tư, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, chiến dịch này không được phép thất bại, đồng chí nào không làm được do thiếu trách nhiệm hay không đủ năng lực thì dứt khoát đứng xa một bên. Trong khi đó, nhận định công tác phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nêu: "Thời gian qua, thành phố đã thực hiện giãn cách chưa nghiêm và lần này thành phố sẽ làm quyết liệt để kiểm soát được các trường hợp F0, thực hiện nghiêm việc siết chặt giãn cách theo chỉ thị 16." Ngày đầu tiên triển khai siết chặt giãn cách, các chốt kiểm soát của thành phố và quận huyện phường xã cho thấy người dân chấp hành tốt một số chốt bị dồn lại do lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường để giãn cách có hiệu quả. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề nghị kiểm tra lại toàn bộ lực lượng lang thang cơ nhỡ, dứt khoát phải đưa các đối tượng này về nơi ổn định tạm thời. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn và có nhu cầu cần được hỗ trợ về nhiều yếu phẩm thiết yếu có thể liên lạc với trung tâm an sinh nơi gần mình nhất để được hỗ trợ kịp thời. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngoài các địa chỉ số điện thoại nóng tại các quận huyện và thành phố Thủ Đức, người dân khi gặp khó khăn cần hỗ trợ có thể liên hệ qua các số điện thoại được hiển thị trên màn hình lúc này, gồm tổng đài 1022 bấm nhánh số 2. Theo đó, tổng đài 1022 sẽ sẵn sàng tiếp nhận phản ánh từ người dân 24 trên 7 để hỗ trợ xử lý nhanh nhất những thông tin liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố hay các số điện thoại của Trung tâm An sinh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố, hệ thống mặt trận Tổ quốc Thành phố Thủ Đức và các quận huyện. Tiếp tục là những hỗ trợ cho công tác chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh khi mà ngày hôm qua đại diện của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nhận ủy quyền của Bộ Quốc phòng đã ký bàn giao 30 xe cứu thương cùng lái xe, cán bộ y tế theo kèm cho Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh để góp phần chủ động hơn trong công tác thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, hướng tới mục tiêu khống chế dịch bệnh sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Theo đó thì 30 xe cứu thương này sẽ được chuyển giao cho Trung tâm cấp cứu 115 và các bệnh viện giả chiến thu dung điều trị Covid-19 trên địa bàn thành phố. Trong cao điểm của tình hình dịch bệnh thì Sở Y tế Thành phố đã nhận được sự hỗ trợ giúp sức của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong việc triển khai đảm bảo sự hoạt động của 16 bệnh viện giả chiến thu dung điều trị Covid-19. Xin được chuyển sang thông tin tại tâm dịch lớn thứ hai của cả nước là Bình Dương. Hiện công tác xét nghiệm truy vết trên diện rộng đang được khẩn trương thực hiện tại hai địa bàn là thị xã Tân Uyên và thành phố Thuận An. Theo đó thì có 17.000 F0 ở hai nơi trên sẽ được di chuyển tới các địa phương khác để nhường chỗ cho F0 trong quá trình xét nghiệm. Hiện trên hai địa bàn thị xã Tân Uyên và thành phố Thuận An, nơi đang áp dụng biện pháp đông cứng khóa chặt có hơn 17.000 trường hợp F0 và số trường hợp F0 này sẽ được di chuyển đến các huyện thị khác của Bình Dương gồm thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Bầu Bàng, huyện Dầu Tiến, huyện Phú Giáo và huyện Bắc Tân Uyên để nhường chỗ cho số F0 mới trong quá trình xét nghiệm toàn dân ngoài việc cung cấp lương thực thực phẩm tại chỗ cho hơn 700.000 dân tại 11 phường thuộc thị xã Tân Uyên và thành phố Thuận An, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xét nghiệm diện rộng trong 5 ngày liên tiếp cả ngày lẫn đêm. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện thị thành phố rà soát kiểm tra, bổ sung camera và đảm bảo kết nối 24 trên 7 để quan sát việc thực hiện các quy định phòng chống dịch trong các khu cách ly điều trị tập trung theo quy định. Nhận lên tình hình dịch tại Bình Dương, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội, người được Bộ Y tế cử vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch cho rằng, thời điểm này tôi nghĩ Bình Dương đang ở đỉnh dịch vì số ca nhiễm mới và số người ra viện đang đi song song. Liên tiếp những ngày qua, số bệnh nhân mắc mới COVID-19 của Bình Dương liên tục tăng cao do tỉnh đang đẩy mạnh xét nghiệm diện rộng. Dự báo số ca mắc mới sẽ còn tăng cao. Tuy nhiên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, với việc áp dụng đúng phát đồ điều trị của Bộ Y tế, số lượng bệnh nhân ra viện của Bình Dương những ngày qua cũng đã lập những kỷ lục. Có ngày lên đến gần 5.000 người được ra viện, số bệnh nhân công bố khỏi bệnh nhiều hơn số người mắc mới. Vào ngày hôm qua, thì tỉnh Vĩnh Long cho biết địa phương đã ghi nhận một chùm ca nhiễm có 12 F0 là cán bộ làm nhiệm vụ tại khu cách ly trường trung học cơ sở trung học phổ thông Phú Quế của huyện Long Hồ. Theo đó, nhóm 12 trường hợp F0 này là cán bộ công dân dân quân làm nhiệm vụ trực bảo vệ bên ngoài tại khu cách ly ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Hiện ngành y tế chưa xác định rõ nguồn lây của các trường hợp này. Theo đó, các trường hợp này trước khi nhận nhiệm vụ tại khu cách ly đều đã được xét nghiệm và kiểm tra định kỳ. Hiện ngành y tế đang điều tra các trường hợp tiếp xúc gần và phun khử khuẩn khu cách ly trường cấp 23 Phú Quế. Từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 23 tháng 8, tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm COVID-19 đã có 1.258 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và 32 ca tử vong. Về tình hình tiêm chủng đến ngày 23 tháng 8, Vĩnh Long đã tiêm 213.774 mũi vaccine ngừa COVID-19, trong đó có 28.284 người đã tiêm đủ 2 mũi. Xác định tình hình dịch COVID-19 sẽ diễn biến phức tạp khi địa phương vừa ghi nhận ổ dịch mới. Sau 3 ngày áp dụng chỉ thị 15, tỉnh Cà Mau đã quyết định nâng mức độ giãn cách xã hội lên chỉ thị 16. Theo đó, từ 0 giờ hôm nay ngày 24 tháng 8, Cà Mau sẽ áp dụng chỉ thị 16 đến khi có thông báo mới. Riêng thành phố Cà Mau sẽ áp dụng một số nội dung cao hơn chỉ thị 16. Cụ thể, người dân thành phố Cà Mau sẽ không được đi chợ theo ngày chẳng lẽ, mà chỉ được vào chợ 2 lần trên tuần và theo khung giờ quy định. Trên địa bàn thành phố Cà Mau hiện nay xuất hiện ổ dịch phức tạp liên quan đến nhiều công nhân tại công ty chế biến thủy sản Thành Tâm. Trong khi đó, thành phố Hải Phòng đã báo cáo về ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng. Theo đó, ca nhiễm cộng đồng là một cháu bé sinh năm 2013, trú tại đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Trường hợp này được phát hiện khi cùng mẹ và lái xe đi xét nghiệm sàng lọc. Hiện cháu bé đang được cách ly y tế tại bệnh viện. Ngành y tế và chính quyền địa phương đang tập trung điều tra dịch tễ, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, điều tra truy vết, cách ly y tế lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp F1, F2 có liên quan thực hiện việc phun thuốc khử khuẩn xử lý ổ dịch phong tỏa tạm thời khu vực nhà của ca bệnh. Như vậy, sau 23 ngày không có ca mắc COVID-19, Hải Phòng đã phát hiện một ca nhiễm SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng. Thưa quý vị, bắt đầu phát sinh ca nhiễm mới từ ngày 18 tháng 8 cho đến nay, thì Bắc Giang đã ghi nhận hơn 30 trường hợp dương tính, chủ yếu là các ca mắc trong khu vực cách ly. Và rút kinh nghiệm từ đợt bùng dịch trước, thì Bắc Giang đã thực hiện khá tốt công tác phòng chống dịch. Đến nay, hai ổ dịch mới phát sinh ở huyện Lục Ngạn và thành phố Bắc Giang có xu hướng giảm rõ rệt. Hai ngày gần đây chỉ xuất hiện 3 đến 4 ca trên ngày. Các ca mới phát hiện đều là các ca F1 đã được cách ly tập trung, không phát hiện ca mới trong cộng đồng. Dự báo trong những ngày tới có thể xuất hiện các ca F0 liên quan đến ổ dịch, nhưng số lượng không lớn, các ổ dịch đang dần được khống chế chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang lê ánh dương cho biết trong đợt dịch này rút kinh nghiệm của các đợt dịch trước toàn tỉnh đã ứng phó nhanh kịp thời đúng hướng hành động của các địa phương quyết liệt hiệu quả vì vậy hai ổ dịch cơ bản đã được khống chế tuy nhiên các tổ chức cá nhân không được phép chủ quan và từ việc để phát sinh hai ổ dịch này cũng cần chứng chỉnh lại ý thức tinh thần cảnh giác phối hợp tốt công tác phòng chống dịch của các sở ngành địa phương Tính đến 18 giờ ngày 23 tháng 8, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là hơn 212 triệu 760 ngàn ca. Trong đó, số ca chữa khỏi là hơn 190 triệu ca và số ca tử vong vì COVID-19 đã hơn 4,4 triệu ca. Dù quyết tâm đẩy nhanh chiến dịch tiêm phòng, hiện Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 38,5 triệu ca mắc, trong đó có hơn 645.000 ca tử vong. Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, đồng thời đứng đầu khu vực châu Á với tổng số người nhiễm COVID-19 hơn 32 triệu ca và hơn 434.000 ca tử vong. Nga ghi nhận số ca mắc cao nhất tới thời điểm này tại khu vực châu Âu khi nước này ghi nhận hơn 6,7 triệu ca mắc và hơn 176.000 ca tử vong. Còn tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia đang đứng đầu với tổng số người nhiễm là gần 4 triệu ca, trong đó hơn 127.000 ca tử vong. Theo số liệu vào ngày Chủ nhật 22 tháng 8, thì các trường hợp mắc Covid-19 và tử vong ở nhiều tỉnh thành ở Campuchia tiếp tục tăng do một số khu vực đã dỡ bỏ biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Ngày 22 tháng 8, tỉnh Veng báo cáo đã phát hiện ra 23 ca nhiễm mới và một trường hợp tử vong. Hầu hết các trường hợp được phát hiện ở quận Mesan và Si Tho, Kandan. Cùng ngày, tỉnh Sveirien cho biết đã ghi nhận ra 24 trường hợp mắc mới và một trường hợp tử vong Tính đến ngày 22 tháng 8, toàn tỉnh báo cáo tổng số là 5.456 trường hợp mắc COVID-19. Bên cạnh đó cũng có 5.126 người phục hồi và 128 người không qua khỏi. Ngoài ra cùng ngày chính quyền tỉnh Campuchia đã báo cáo 9 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca của tỉnh này là 3.546 trường hợp, số người phục hồi là 3.281 và 63 bệnh nhân tử vong. Vào cuối tuần vừa qua, tỉnh Kodkon cũng đã ghi nhận 5 trường hợp nhiễm mới và 22 bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn. Tỉnh Katia cũng đã báo cáo một ca mắc mới và 16 trường hợp hồi phục. Trên toàn Campuchia, trong 24 giờ qua, có tổng cộng 496 ca nhiễm mới. Của một thông tin tại Campuchia, Bộ Y tế Campuchia thông báo tính tới cuối tuần qua thì họ phát hiện 999 trường hợp nhiễm biến thể Delta, trong đó thủ đô Phnom Penh dẫn động. Trong 23 tỉnh thành của Campuchia, thủ đô Phnom Penh đang dẫn đầu về số lượng bệnh nhân mắc COVID-19, theo sau lần lượt là tỉnh Oda Minh Chay, Sim và Ban Minh Chay. Bộ Y tế Campuchia trong một thông báo cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng đột biến các ca nhiễm COVID-19 biến thể Delta là do còn nhiều cá nhân vẫn không nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp chống dịch như tránh tụ tập giãn cách xã hội. Theo báo cáo, trong những ca mắc mới biến thể Delta, hầu hết là những công nhân trở về từ Thái Lan, du khách nhập cảnh từ việt nam và đặc biệt là những người sống gần ở biên giới thái lan và việt nam một quan chức y tế nói ngày càng phát hiện nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 vì Bộ Y tế đã sử dụng một thiết bị giải mã trình tự bộ gen để xác định chủng Delta và có kết quả chỉ trong 2 giờ thay vì từ 4 đến 5 ngày. Bên cạnh đó, các chuyên gia y tế cũng theo dõi các biến thể khác như là Beta, Lambda, Theta đang tồn tại ở các nước láng giềng. Vì quan chức này nhấn mạnh Campuchia không còn ở trong giai đoạn phòng chống biến chủng Delta mà phải thực sự đường đầu với nó. Bộ Y tế của Thái Lan báo cáo vào hôm thứ Hai, 22 tháng 8, họ ghi nhận thêm 242 trường hợp tử vong và 14.491 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Trong số các ca nhiễm được báo cáo, có 17.093 trường hợp trong cộng đồng và 398 trường hợp trong nhà tù. Vào Chủ nhật ngày 22 tháng 8, 22.134 bệnh nhân COVID-19 đã được xuất viện, nhiều hơn đáng kể so với số ca nhiễm mới được xác nhận. Kể từ ngày 1 tháng 4, khi đợt dịch thứ ba COVID-19 bắt đầu hoành hành, Thái Lan đã có hơn 1,03 triệu người mắc bệnh và hơn 834.000 người trong số họ đã hồi phục. Tổng cộng có hơn 1,06 triệu trường hợp COVID-19 báo cáo kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm ngoái và có hơn 861 trường hợp đã hồi phục hoàn toàn. Số người không qua khỏi trong làn sóng thứ ba là 9.468 trường hợp và 9.562 trường hợp kể từ đầu đợt đại dịch vào năm 2020. Vào ngày 22 tháng 8, thủ đô Tokyo của Nhật Bản báo cáo số ca nhiễm COVID-19 cao nhất kể từ trước đến nay chỉ trong vòng một ngày với hơn 4.300 người mắc. Tokyo ghi nhận số ca nhiễm chính xác là 4.392, con số này đã giảm khoảng 700 ca so với một ngày trước đó và tăng mức trung bình trong tuần vừa rồi lên 11%. Các quan chức thành phố Tokyo cũng cho biết, trong ngày 22 tháng 8, có 8 bệnh nhân tử vong và 271 người có các triệu chứng nghiêm trọng. Theo thông báo mới của chính phủ Nhật Bản, để giảm bớt gánh nặng cho bệnh viện, thêm một số bệnh nhân Covid-19 được chỉ định sẽ điều trị tại nhà. Theo đó, họ sẽ được chính phủ hỗ trợ cung cấp thực phẩm và thiết bị y tế theo dõi nồng độ oxy trong máu tuy nhiên một số người phàn nàn rằng họ không nhận được những thứ thiết yếu đó một nữ bệnh nhân lo lắng nói tôi cảm thấy rất hoang mang và không biết chuyện gì sẽ xảy ra với những người lớn tuổi không có người thân bên cạnh ở một diễn biến khác vì tổ chức sự kiện thể thao Paralympic Tokyo 2020 khiến thêm 30 người tham dự dương tính với covid-19 trong đó có hai vận động viên người nước ngoài bộ y tế Nhật Bản cho biết số ca bệnh nguy kịch hiện đã chậm mốc 1.891 người đánh dấu kỷ lục không mong muốn trong 10 ngày liên tiếp trong 24 giờ qua Nhật Bản ghi nhận tổng cộng hơn 25.400 ca nhiễm mới trong bối cảnh thành phố Sydney đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do Covid-19 thì thủ tướng Úc ông Scott Morrison mới đây thông báo người dân nên học cách sống chung với dịch bệnh khi nước này đạt ra các mục tiêu tiêm chủng đã đề ra Hiện Úc đang trong tình trạng phong tỏa kéo dài nhiều tuần để hạn chế sự lây lan, mới đây Thủ tướng Morrison cho biết ông đang thảo luận kế hoạch nới lỏng các hạn chế khi có thêm nhiều người tiêm chủng. Ông nói, phong tỏa không thể tiếp diễn mãi, đây không phải là một giải pháp bền vững cho người dân, vì nếu không đạt mức 70 đến 80% tiêm chủng thì không biết khi nào mới mở cửa trở lại được. Nhận xét của Thủ tướng được đưa ra sau khi chính quyền các bang tranh luận nên tiếp tục tập trung ngăn chặn virus hay tìm kiếm phương án thoát khỏi tình trạng tạm ngưng hoạt động các lĩnh vực kinh tế khi có nhiều người tham gia tiêm chủng hơn. Tháng trước, chính phủ liên bang đã công bố 4 giai đoạn nới lỏng hạn chế khi 70% dân số trên 16 tuổi đã hoàn thành việc tiêm ngừa. Các bang ở phía Tây Úc và Queensland hầu như không có người nhiễm bệnh, nhưng chính quyền vẫn duy trì hạn chế tới khi cả nước đạt được mục tiêu tiêm chủng. Vào sáng ngày 23 tháng 8, bang New South Wales báo cáo có 818 ca nhiễm mới và Victoria có 71 ca. Chính thức nâng tổng số ca nhiễm úc là 44.600 ca và 984 người đã tử vong. Theo thống kê trên toàn quốc, úc đã có 30% người tiêm đủ hai mũi vaccine và 52 người đã tiêm một mũi vaccine. Mặc dù chính phủ đang tăng tốc tổ chức các đợt tiêm chủng nhưng mục tiêu 80% dân số tiêm hai mũi vaccine từ giờ đến cuối năm khó mà đạt được. Trong 24 giờ qua, trên toàn nước Úc ghi nhận 909 ca nhiễm mới. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã quyết định kéo dài được phong tỏa nhằm chống lại coronavirus vào thứ Hai ngày 23 tháng 8 nói rằng đợt bùng phát hiện tại chưa đạt đến đỉnh điểm. Điều này khiến cho những lời chỉ trích dồn dập hướng về chính phủ, trong bối cảnh chương trình tiêm chủng của nước này chậm được triển khai. Bà Aden đã nhận được nhiều lời khen trên toàn cầu vì đã thắng COVID-19 vào năm ngoái, và quốc gia đã không có virus xuất hiện kể từ tháng 2. Nhưng sự bùng phát của biến thể Delta rất dễ lây lan vào tuần trước, đã đặt ra câu hỏi về phương pháp hiện nay có hiệu quả không, trong khi sự phong tỏa đã kiềm hãm nền kinh tế. Bà Aden đã gia hạn lệnh phong tỏa nghiêm ngặt cấp độ 4 thêm 3 ngày, cho đến nửa đêm ngày 27 tháng 8, trong khi thành phố lớn nhất là Auckland. Tâm chấn của đợt bùng phát vừa qua sẽ phải kéo dài đến ngày 31 tháng 8, bà Aden nói trong một cuộc họp báo ở thủ đô Wellington. Chúng tôi không tin rằng đã đạt đến đỉnh điểm của đợt bùng phát này. Điều đó có nghĩa là lựa chọn an toàn nhất lúc này là phong tỏa lâu hơn. Biến thể Delta có khả năng lây truyền cao đã xâm nhập New Zealand vào tuần trước và lan ra nhanh chóng. Lên đến hơn 100 người mắc vào thứ Hai ngày 23 tháng 8, sau khi trường hợp đầu tiên là vào ngày 17 tháng 8, Ngân hàng Quốc gia New Zealand tuần trước đã hoãn việc tăng lãi suất sau khi dịch bùng phát và việc phong tỏa phải tiến hành. Chuyên gia y tế của ngân hàng cho biết, sự bùng phát chưa gây ra tác động lớn ngay lập tức nhưng đang dần tạo ra một số bất ổn kinh tế với khoảng 80% trong số 5,1 triệu người New Zealand chưa được tiêm chủng đầy đủ. Bà Ardern, lãnh đạo đảng lao động, chiếm đa số trong quốc hội, đã nhanh chóng phong tỏa toàn bộ đất nước, khiến nhiều người lên tiếng chỉ trích. Bà Judith Collins, lãnh đạo đảng quốc gia đối lập, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai, ngày 23 tháng 8 rằng New Zealand đã không chuẩn bị cho sự xuất hiện của biến thể Delta vì đảng lao động không thể hiện sự cấp bách về việc tiêm vaccine, điều người dân xứng đáng được hưởng. Các phương tiện truyền thông trong nước vốn rất ủng hộ thành công của Thủ tướng Aden, nhưng cũng quay lưng lại với bà, Tiến sĩ Vrezi Edward, nhà phân tích chính trị tại Đại học Victoria, cho rằng chính phủ của bà Arden đang được đánh giá là có sự khác biệt về phản ứng trước COVID-19 so với năm 2020. Ông nói bây giờ mọi người nghi ngờ nhiều hơn về cách chính phủ xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến COVID, đặc biệt là việc tiêm chủng được đánh giá là quá chậm. Tuy nhiên, bà Arden đã bảo vệ chiến lược của mình khi nói, chúng tôi phải làm điều đó bởi nó là lựa chọn an toàn nhất trong khi chúng tôi vẫn tiếp tục tiêm chủng cho người dân. Tại nước láng giềng Australia, Thủ tướng Scott Morrison, người cũng đang chịu áp lực ngày càng lớn vì các ca nhiễm COVID-19 gia tăng và tỷ lệ tiêm chủng thấp, cho biết trong tuần này rằng có thể họ sẽ phải bắt đầu học cách sống chung với virus. Bộ Y tế Israel công bố vào hôm Chủ nhật 22 tháng 8 rằng mũi tiêm thứ ba của hãng Pfizer đã cải thiện đáng kể về khả năng bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm bệnh, cũng như là ngăn bệnh trở nên nghiêm trọng ở những người từ 60 tuổi trở lên ở nước này so với những người đã được tiêm chủng hai mũi. Báo cáo trên được trình bày tại một cuộc họp của Hội đồng chuyên gia tiêm chủng thuộc Bộ Y tế Israel vào ngày 19 tháng 8 vừa rồi và được đăng trên trang dữ liệu của bộ này vào ngày Chủ nhật ngày 22 tháng 8, mặc dù chi tiết đầy đủ của nghiên cứu không được công bố. Việc phát hiện ra điều quan trọng này tương đương với các thống kê riêng biệt được báo cáo vào tuần trước bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe Masabi của Israel, một trong những tổ chức quản lý các mũi tiêm thứ ba tăng cường để cố gắng hạn chế biến thể Delta đang hoành hành khắp nơi. Phân tích số liệu thống kê từ Viện Redner của Israel, các quan chức y tế khẳng định khả năng bảo vệ chống virus corona của nhóm người từ 60 tuổi trở lên được tạo ra từ 10 ngày sau khi tiêm liều thứ ba, cao gấp 4 lần so với sau khi tiêm hai liều. Theo đó, một liều vaccine tăng cường sẽ cung cấp khả năng bảo vệ gấp 5-6 lần sau 10 ngày cho những công dân lớn tuổi, nhằm ngăn chặn nhiễm bệnh thể nặng và nhập viện. Trong những tuần gần đây, Bộ Y tế nước này cho biết khả năng miễn dịch đã giảm dần theo thời gian đối với người cao niên và người trẻ tuổi. Hầu hết những người được tiêm chủng mũi tăng cường Israel đều trên 60 và có bệnh nền nghiêm trọng trước đó. Israel bắt đầu thực hiện tiêm mũi thứ ba cho những người trên 60 tuổi vào ngày 30 tháng 7. Hiện nay, Israel là một trong những quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm trên đầu người cao nhất thế giới. Gần 1,5 triệu trong tổng số 9,3 triệu dân của đất nước đã phải tiêm mũi thứ ba kể từ tháng 6 trong cuộc chiến chống lại sự bùng phát của biến thể Delta. Trong 24 giờ qua, Israel có thêm hơn 6.600 ca nhiễm mới. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dịch Covid-19 ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất trong các bản tin của FBNC. Mời quý vị đăng ký kênh và theo dõi.